Xin chào các bạn, hôm nay blog trị bệnh sẽ giới thiệu tới các bạn loại thuốc Elomchuzumab. Tác dụng của Elomchuzumab là gì? Elomchuzumab là thuốc được sử dụng để điều trị một số loại ung thư máu, ung thư bạch cầu lympho B. Thuốc hoạt động bằng cách ngăn chặn sự tăng trưởng của tế bào ung thư. Elomchuzumab cũng được sử dụng để điều trị một số loại bệnh đa xơ cứng tái phát, bệnh đa xơ cứng MS. Thuốc không điều trị khỏi hoàn toàn bệnh đa xơ cứng nhưng có thể ngăn chặn các tế bào của hệ miễn dịch lymphocyte tấn công các dây thần kinh trong não và tủy sống. Thuốc hạn chế những diễn tiến nặng hơn của bệnh, có thể ngăn ngừa hoặc trì hoãn khuyết tật. Bạn uống Elomchuzumab như thế nào? Đọc kỹ nhãn thuốc và hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ. Bạn sẽ được tiêm thuốc thật chậm vào tĩnh mạch. Liều lượng và lịch trình điều trị được dựa trên tình trạng sức khỏe và khả năng đáp ứng với điều trị của bạn. Nếu bạn đang sử dụng thuốc này để điều trị bệnh ung thư bạch cầu lympho B, bác sĩ sẽ tăng liều từ từ để giảm nguy cơ tác dụng phụ. Trước khi bạn được dùng thuốc này, bác sĩ sẽ hướng dẫn bạn sử dụng thuốc khác, chẳng hạn như acetaminophen, diphenhydramine để giúp ngăn ngừa các tác dụng phụ. Bác sĩ cũng sẽ kê toa thuốc khác, chẳng hạn như thuốc kháng sinh, thuốc kháng virus để giúp ngăn ngừa nhiễm trùng trong cơ thể của bạn. Sử dụng các loại thuốc này chính xác theo chỉ định của bác sĩ. Bạn bảo quản Elomchuzumab như thế nào? Bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh ẩm, tránh ánh sáng. Không bảo quản trong phòng tắm, không bảo quản trong ngăn đá. Mỗi loại thuốc có thể có các phương pháp bảo quản khác nhau. Đọc kỹ hướng dẫn bảo quản trên bao bì hoặc hỏi dược sĩ. Giữ thuốc tránh xa tầm tay trẻ em và thú nuôi. Không vứt thuốc vào toilet hoặc đường ống dẫn nước trừ khi có yêu cầu. Vứt thuốc đúng cách khi thuốc quá hạn hoặc không thể sử dụng. Tham khảo ý kiến dược sĩ hoặc công ty xử lý rác thải địa phương về cách tiêu hủy thuốc an toàn. Liều dùng, những thông tin được cung cấp không thể thay thế cho lời khuyên của các chuyên viên y tế. Hãy luôn tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi quyết định dùng thuốc. Liều dùng Elomchuzumab cho người lớn là gì? Liều dùng thông thường cho người lớn mắc bệnh ung thư tế bào bạch cầu lympho, liều ban đầu 3mg tiêm truyền tĩnh mạch hàng ngày trong 2 giờ, liều duy trì tăng đến 10mg mỗi ngày trong 2 giờ nếu bạn chịu đựng được liều này. Khi hấp thụ được liều 10mg, tăng liều tới liều duy trì 30mg 3 lần mỗi tuần thứ 2, thứ 4, thứ 6. Tiêm truyền tĩnh mạch hơn 2 giờ cho đến 12 tuần, liều tối đa để giảm tỷ lệ mắc bệnh giảm huyết cầu. Việc dùng đơn liều không nên lớn hơn 30mg và liều hàng tuần không nên lớn hơn 90mg. Liều dùng Elomchuzumab cho trẻ em là gì? Liều dùng cho trẻ em vẫn chưa được nghiên cứu và quyết định. Hãy hỏi ý kiến bác sĩ nếu bạn định dùng thuốc này cho trẻ. Elomchuzumab có những hàm lượng nào? Elomchuzumab có những dạng và hàm lượng sau. Dung dịch thuốc tiêm 30mg ml. Tác dụng phụ. Bạn sẽ gặp tác dụng phụ nào khi dùng Elomchuzumab? Một số người dùng tiêm Elomchuzumab đã bị sốc phản vệ khi được truyền dịch khi thuốc được tiêm vào tĩnh mạch. Hãy báo với bác sĩ ngay lập tức nếu bạn cảm thấy nóng hoặc lạnh, buồn nôn, choáng váng, mồ hôi, tức ngực hoặc khó thở trong khi được tiêm truyền. Gọi cấp cứu nếu bạn có bất cứ dấu hiệu dị ứng, phát ban, khó thở, sưng mặt môi, lưỡi hoặc họng. Hãy gọi cho bác sĩ ngay nếu bạn gặp các tác dụng phụ nghiêm trọng như sốt, da mồ hôi, ớn lạnh, đau nhức cơ thể, các triệu chứng cúm, lở loét trong miệng và cổ họng, sụt cân, nhợt nhạt hoặc vàng da, nước tiểu đậm màu, lú lẫn hoặc yếu, dễ bầm tím, chảy máu bất thường, chảy máu mũi, chảy máu nướu răng, xuất hiện các đốm tím hoặc đỏ dưới da, ho có đờm màu vàng hoặc màu xanh lá cây, thở khò khè, cảm giác mệt mỏi, cảm thấy choáng váng hoặc khó thở, nhịp tim nhanh, khó tập trung, sưng, nóng, đỏ, ngứa ran, ngứa hoặc rỉ nước từ da, giảm thị lực, thay đổi hành vi của mình, động kinh, co giật, phân có máu hoặc hắc ín, ho ra máu hoặc nôn mửa giống như bã cà phê. Tác dụng phụ ít nghiêm trọng bao gồm buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, chán ăn, vấn đề giấc ngủ, mất ngủ, đau đầu, lo lắng, đau khớp hoặc đau cơ, ngứa hoặc phát ban nhẹ. Không phải ai cũng biểu hiện các tác dụng phụ như trên. Có thể có các tác dụng phụ khác không được đề cập. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về các tác dụng phụ, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ. Thận trọng cảnh báo, trước khi dùng Elomchuzumab bạn nên biết những gì. Trước khi dùng thuốc tiêm Elomchuzumab, báo với bác sĩ và dược sĩ nếu bạn bị dị ứng với thuốc tiêm Elomchuzumab hoặc bất kỳ loại thuốc nào khác. Báo với bác sĩ và dược sĩ những thuốc kê toa và không kê toa, vitamin, các thực phẩm chức năng và các sản phẩm thảo dược bạn đang dùng hoặc dự định dùng. Báo với bác sĩ và dược sĩ biết nếu bạn đã từng mắc phải bất kỳ bệnh nào. Báo với bác sĩ nếu bạn hoặc bạn đời của bạn đang mang thai hoặc dự định có thai. Bạn hoặc bạn đời của bạn không nên có thai trong khi điều trị với thuốc tiêm Elomchuzumab hoặc 6 tháng sau khi điều trị. Nói chuyện với bác sĩ về các loại thuốc ngừa thai mà bạn có thể sử dụng để ngừa thai trong thời gian này. Nếu bạn hoặc bạn đời của bạn có thai trong khi bạn đang được dùng thuốc tiêm Elomchuzumab,
Gọi cho bác sĩ ngay, báo với bác sĩ nếu bạn đang cho con bú. Bác sĩ có thể yêu cầu bạn không cho con bú trong thời gian điều trị và trong nhiều tháng sau khi điều trị. Nếu bạn có phẫu thuật, kể cả phẫu thuật nha khoa, hãy nói cho bác sĩ hoặc nha sĩ rằng bạn đang dùng Elomchuzumab. Những điều cần lưu ý nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú, vẫn chưa có đầy đủ các nghiên cứu để xác định rủi ro khi dùng thuốc này trong thời kỳ mang thai hoặc cho con bú. Trước khi dùng thuốc, hãy luôn hỏi ý kiến bác sĩ để cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ. Thuốc này thuộc nhóm thuốc C đối với thai kỳ. Vẫn chưa biết được liệu Elomchuzumab có đi vào sữa mẹ và gây hại cho trẻ bú mẹ hay không. Hãy báo với bác sĩ nếu bạn đang cho con bú, ghi chú, phân loại thuốc dùng cho phụ nữ có thai. A bằng không có nguy cơ, B bằng không có nguy cơ trong vài nghiên cứu, C bằng có thể có nguy cơ, D bằng có bằng chứng về nguy cơ. X bằng chống chỉ định, N bằng vẫn chưa biết tương tác thuốc Elomchuzumab có thể tương tác với thuốc nào. Tương tác thuốc có thể làm thay đổi khả năng hoạt động của thuốc hoặc gia tăng ảnh hưởng của các tác dụng phụ. Tài liệu này không bao gồm đầy đủ các tương tác thuốc có thể xảy ra, hãy viết một danh sách những thuốc bạn đang dùng, bao gồm thuốc được kê toa, không kê toa và thực phẩm chức năng, và cho bác sĩ hoặc dược sĩ xem, không được tự ý dùng thuốc, ngưng hoặc thay đổi liều lượng của thuốc mà không có sự cho phép của bác sĩ, vaccine sống virus sởi, vaccine sống bệnh quai bị, vaccine sống rotavirus, vaccine sống virus rubella, vaccine bệnh đậu mùa. Vaccine virus thủy đậu, thức ăn và rượu bia có tương tác tới Elomchuzumab không? Những loại thuốc nhất định không được dùng trong bữa ăn hoặc cùng lúc với những loại thức ăn nhất định vì có thể xảy ra tương tác. Rượu và thuốc lá cũng có thể tương tác với vài loại thuốc nhất định. Hãy tham khảo ý kiến chuyên gia sức khỏe của bạn về việc uống thuốc cùng thức ăn. Rượu và thuốc lá, tình trạng sức khỏe nào ảnh hưởng đến Elomchuzumab? Tình trạng sức khỏe của bạn có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng thuốc này. Báo cho bác sĩ biết nếu bạn có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, đặc biệt là bệnh tự miễn dịch, ví dụ hội chứng Guillain-Barré, thiếu máu tán huyết, pancytopenia, viêm khớp dạng thấp, rối loạn xuất huyết, bệnh thận, bệnh phổi, ví dụ viêm phổi, bệnh tuyến giáp, sử dụng một cách thận trọng có thể làm tình trạng bệnh tồi tệ hơn, nhiễm virus gây suy giảm miễn dịch HIV, không nên sử dụng nếu bạn mắc tình trạng này. Nhiễm trùng, thuốc có thể làm giảm khả năng của cơ thể chống lại nhiễm trùng, khẩn cấp quá liều. Bạn nên làm gì trong trường hợp khẩn cấp hoặc dùng quá liều? Trong trường hợp khẩn cấp hoặc quá liều, gọi ngay cho trung tâm cấp cứu 115 hoặc đến trạm y tế địa phương gần nhất. Các triệu chứng của quá liều có thể bao gồm đau cổ họng, khó thở, ho, giảm tiểu tiện, bầm tím hoặc chảy máu bất thường, xuất hiện những đốm đỏ hay tím trên da, da nhợt nhạt, yếu đuối, mệt mỏi quá mức, đau họng, sốt, ớn lạnh và các dấu hiệu nhiễm trùng khác. Buồn nôn, nôn, nổi mề đay, phát ban, ngứa, sưng mắt, mặt, miệng, cổ họng, môi hoặc lưỡi. Nhịp tim nhanh hoặc không đều, ngất, đau ngực. Bạn nên làm gì nếu quên một liều? Nếu bạn quên dùng một liều thuốc, hãy dùng càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, nếu gần với liều kế tiếp, hãy bỏ qua liều đã quên và dùng liều kế tiếp vào thời điểm như kế hoạch. Không dùng gấp đôi liều đã quy định. Blog trị bệnh chúc các bạn luôn khỏe mạnh để không phải sử dụng đến thuốc. Vui lòng đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.